Wow, các bạn thân mến, và bây giờ Hoàng sẽ làm một video clip để ghi lại từ nhà mình đi vào ra ngoài phố, họ kiếm cái gì đó ăn và quay trở về. Đây là một hoạt động rất là bình thường. Cái hay nhất của ngày hôm nay là cái gì? Đó là thời tiết đẹp, và khi thời tiết đẹp thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ trên đường phố nó rất là đẹp mắt. Các bạn hãy theo chân Hoàng nha. Đây là cái ghế ở trước nhà mình. Đấy. Còn đây là cái cửa. Cái cửa này là cửa đi vào bên trong cái căn hộ. Đây, các bạn nhìn thấy cái. Đấy, nhìn lên tầng lầu 2. Lầu 2, đó thì cái ở phía trên lầu 2 có cái lan can đấy, thì đó chính là cái cửa ở cánh giữa, đó chính là cái cửa để vào cái căn hộ của nhà mình nha. Ok. Bây giờ mình sẽ đi về hướng tức là ra khỏi nhà, đi về hướng tay phải. Đẹp quá, hôm nay trời nắng rất là đẹp. Trời thì nắng thế này nhưng mà lạnh cực. Nhiệt độ lúc này chắc khoảng 3 độ thôi ạ. Thực sự lạnh. Người của mình đầu thì bị khăn, tay thì đeo găng tay, mặc quần rin, áo ấm, không phải chết cống. Nhưng mà phải công nhận hôm nay nắng đẹp thật. Lúc ở đây nắng lúc nào cũng cảm giác là nắng buổi sáng hết á, mặc dù đang 12 giờ trưa nhưng mà cái ánh nắng nó giống như là nắng buổi sáng ở Việt Nam ạ. Cái tia nắng nó nghiêng cho nên quay phim chụp hình nó đẹp. Đây là cái bến tàu Blaha. Ở đây rất là tiện, bạn có thể đi đến khắp mọi nơi. Tàu điện mặt đất, tàu điện ngầm, xe buýt rất là nhiều. Đây là cái tàu này. Đấy, từ chỗ này thường thì bọn mình hay bắt các cái tàu 28 á, để đi ra chợ Bốn Con Hổ, là cái chợ mà tập trung rất là nhiều người Việt. Ở đây là mặt tiền của một cái khách sạn nhỏ. Cái này là cái xe hop on hop off này. Đấy, xe du lịch này. Khắp nơi, ở đây là cái đổi tiền khắp nơi, lúc nào cũng có hết. Mà thích cái gì? Đây, mình bây giờ mình đi xuống. Như vậy là cái ngã tư lớn ở đằng trước mà mình không thể đi bộ băng qua được, mà phải đi xuống cái tầng hầm. Tầng hầm này rất là hay nha. Mùa đông thì nó ấm. Ở bên dưới thì nó có những cái cửa hàng nhỏ nhỏ như thế này. Mình thấy ở đây các cái cửa hàng điện thoại, rồi bán điện thoại là phổ biến, hoa, các cái loại đồ dùng hàng ngày, đấy, bánh kẹo, rượu, nước ngọt. Đấy. Rồi. Ở phía bên này này. Bên này là cái cửa đi xuống cái tàu điện ngầm. Cái tàu M2, tàu M2 là nó nằm sâu lắm, cho nên khi mà đi vào xong rồi phải đi thang máy xuống nữa. Trước khi xuống thì bao giờ còn có cái nơi gọi là để mua vé. Ở đây bạn có thể là sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Hồng để mua vé ha. Mua vé xong rồi đi xuống. Mình chỉ vào đây thôi. Các bạn để ý này, trước khi xuống là có những cái trụ như thế này. Đây, cái này là để mình trong trường hợp mà người mua vé cá nhân á, có cái phiếu để tàu á, người ta nhét vào đây hả. Còn không như mình thì mình sẽ mua vé tháng, thì mình chỉ việc show ra thôi.
mình sẽ đưa ra cho cái bác bảo vệ đứng đằng kia. Chúng ta thấy ở đằng kia có một cái bác bảo vệ đấy, đó rất là nhiều người, người ta đưa lên, bác nhìn nó đưa vào, họ rất lịch sự, cứ mỗi lần mình đưa lên cái á, họ xem á, là lúc nào họ còn nói cảm ơn. Ở đây có tất cả là 4 lối, 2 lối đi xuống và 2 lối đi lên. Lạnh lắm, mỗi lần đi đứng trên cái thang này nó lạnh lắm. Đó, gió nó thông xuống, rất là lạnh. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Rồi, ở đây là có một cái quầy bắn tên là Princess. Thằng con trai của mình thích cái quầy này. Mình thấy ở đây ăn cũng được. Ok, mua thôi. Hello. Can I have a sandwich? What can you make warm? Chicken. Chicken, yeah. Yeah, vô. Rồi mình sẽ. Can you bake it again? Warm? No. Not warm? No. Cold? No. Ok. Tức là người ta không biết à. Người ta nói nem tự động là người ta không biết được. Ok, mình phải tắt cái này. Ok, như vậy là mình đang ứng ở bên trong cái tiệm bánh Princess ở bên dưới cái tàu điện ngầm. Thì nó rất là phổ biến, thường là bên các cái tầng hầm như thế này, người ta bán mở rất là nhiều các cái gian hàng và rất là nhiều người mua sắm ở đây. Cái điều thích nhất ở đây là vào mùa đông thì nó khá là ấm. Đó. Đây mình mua một cái sandwich bánh mì, kiểu như bánh mì Việt Nam ở trong cái này, khoảng cái này mình mua nó. Đây mình lấy cho các bạn xem nha. Nó như thế này. Đây, bánh mì như thế này. Kẹp gà. Bán với giá là 700 forint. Nó tương đương khoảng chừng gần 60.000. 60.000 tiền Việt Nam. Ở đây có rất là nhiều các loại bánh khác. Pizza cũng rất là nhiều. Có cái pizza đằng kia, pizza. Ok. Nó ăn cũng được. Bên này á, người Hungary là dùng đồng tiền riêng, họ chưa sử dụng cái đồng tiền euro giống như các nước Hà Lan. Đấy. Thì cái mình giá mà mình thấy là có từ 20.000, rồi tờ 10.000, đây là tờ 10.000 này, tờ 10.000 này, sau đó là tờ 1.000 này. Đấy, tờ 10.000 vì 1.000 là nó cái size nó bằng nhau. Thế nên mình giá 5.000 này. 5.000. Đó. Vậy thì với cái một 10.000 ở đây thì đổi ra tiền Việt á tương đương khoảng 82.000. À 820.000. Khoảng đó. 10.000. 10.000 là 820.000, đúng rồi. 10.000 là 820.000. 820.000. Thì với 10.000 này thì mình có thể mua được cái gì nhỉ? Một cái vé tàu về tháng, một tàu về tháng khoảng 9.500 forint. Đó, thì mua được một cái vé tàu. Hoặc là 10.000 thế này thì mình có thể được trả với tương đương với một ngày lao động của học sinh. Rất là nhiều bạn học sinh sinh viên ở đây khi mà đi làm thêm thì họ có thể nhận được cái mức lương tầm khoảng chừng gọi là 1.000 forint trong một giờ. Thì nếu như làm liên tục 10 giờ thì có thể là nhận được 10.000. Còn như cậu em trai em rể của mình còn đang ở đây thì cậu nhận được cái mức lương đi làm thời điểm á khoảng chừng 2.000 forint cho một giờ. Thì đó là cái thu nhập.
ở dưới này mà đi tàu điện ấy, trước khi vào tàu người ta luôn sạch sẽ, nhưng mà cả cái tàu ở trên mặt đất ấy, là có những cái tàu điện cả trên mặt đất hoặc là xe buýt trên mặt đất ấy, thì rất là nhiều lần người ta không sạch sẽ. Chủ yếu là khi mà bạn đi tàu là bạn từ giác, tức là cũng là từ giác mua vé, từ giác là được đi đến để mà cà cái vé. Như đi xe buýt chẳng hạn, thì trên xe buýt là ở Việt Nam, ở Sài Gòn mình thấy là có hai người, một người là lái xe, còn một người còn lại là đi đến để mà bán vé, phát vé cho từng người và thu tiền. À, nhưng mà ở đây chỉ có duy nhất là một tài xế thôi. À, cho nên khi mà lên xe thì tài xế họ không, họ chủ yếu là tập trung lại chứ không còn làm cái công việc kiểm tra vé. Nhưng mà nếu như chẳng may lâu lâu có kiểm tra đột xuất mà bạn gian dối thì bạn sẽ bị phạt rất là nặng, hoặc là bạn mua sai vé cũng bị phạt, cũng bị phạt. Thì cái phạt đó có thể là khi mà đóng tiền trong ngày hoặc ngay ngày hôm sau thì có thể đóng khoảng 8.000 forint, thì nó tương đương khoảng 700.000 gì đó. Còn nếu như mà sau 2 ngày hay là sau một cái thời gian quy định của pháp luật phạt thì bạn phải đóng lên tới 16.000, gấp đôi. Và để càng lâu nữa thì cái tiền phạt nó càng nhiều. Nhưng mà thật ra mình thấy nó cũng rẻ cho nên mua để đi. Như vậy tôi vừa ăn sáng xong ở bên trong cái tiệm bánh Princess ở bên dưới tàu điện ngầm. Đấy. Bây giờ tôi phải chui lên khỏi mặt đất. Chui lên khỏi mặt đất. Nhưng mà trước khi lên để mình coi thử xung quanh đây có cái gì. Đấy, đâu đó vẫn còn những người vô gia cư. Đây là một cái tiệm điện thoại di động nhỏ đặc trưng của cái xứ này. Bên này rất là ít dùng iPhone nha. Đấy. Những cái tiệm như thế này người ta chủ yếu là bán các cái mặt hàng của Android. Khi mà sang đây thì mình thấy rằng là Huawei được dùng rất là nhiều, chứng tỏ rằng là Huawei là có cái kỹ thuật rất là tốt. Đấy. Ở đây người ta cũng bán rất là nhiều máy second hand. Đấy. Rất là nhiều máy second hand. Giống Việt Nam nhỉ, giống lắm. Ai cũng điện thoại. Phần lớn các cái cửa hàng điện thoại thì ở Việt Nam thì hay thích dùng cái từ gọi là cửa hàng Apple. Còn ở đây là người ta dùng cái từ là GSM. GSM. Người ta xem cứ nhìn thấy GSM cũng nghĩa rằng là nơi đó là bán điện thoại second hand. Rồi, giờ mình đi thôi. Chui lên mặt đất đi tiếp. Mở cửa hàng điện thoại ở các cái tầng hầm của các ga tàu điện đó là cũng là một cái loại hình kinh doanh phổ biến, nhiều người chọn lựa. Mình xem các cái trang rao vặt ở trên này, bên này thì thấy cái giá cả điện thoại second hand nó đắt hơn Việt Nam khoảng 20-30%. Ở đây không có người dân, không dùng nhiều điện thoại xịn giống như mình đâu nha. Wow, ấm quá. Đây này, nó được rồi. Đẹp, nắng đẹp thật, thật phải không nhỉ? Đẹp. Còn người đi bộ, đi tàu. Các bạn thân mến, như vậy tôi vừa đi xong xuống cái tầng hầm của
cái ga tàu điện ở Balaha và ăn sáng cũng như ghi lại một số hình ảnh. Và bây giờ thì tôi nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip lần sau nhé. Xin chào.